sinh máy giặt LG 8kg. Cách vệ sinh máy giặt này thì nó cũng đơn giản như bình thường thôi, nó không khó khăn gì chứ. Thì máy giặt này đã 6 tháng sử dụng và chưa vệ sinh nha mấy bạn. Mà nếu mà chúng ta để quá lâu nữa thì có thể gây hiện tượng là giặt đồ bị dơ, nó dính ngược lại đồ chúng ta giặt xong, sau khi giặt xong nó sẽ dơ. Và cái thứ hai nữa, có thể nó sẽ bị kẹt, mắc kẹt đồ. Đây, cũng như chiếc áo này đây. Thì đó, nó sẽ có hiện tượng như thế này, nó sẽ lọt vào cái kẹp của cái lồng giặt. Đây, sau khi mà chúng ta mà không có vệ sinh lồng giặt quá lâu á thì nó sẽ đồ có thể sẽ bị kẹt rớt xuống dưới đây nè, đó. Nó lọt vào trong cái khe này. Cho nên là sẽ bị gắt đồ tùm lum nha mấy bạn. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho mấy bạn cách vệ sinh. Nó cũng đơn giản thôi. Các bạn thấy là sau 6 tháng mà nếu các bạn không vệ sinh á, thông thường thì 3 tháng vệ sinh một lần, nhưng mà cái máy giặt này mình để cho tới 6 tháng luôn. Thì hiện tượng nó sẽ xảy ra đó là giặt đồ chúng ta mà lọt vô kẹt này nè, cái kẹt này sẽ khiến đồ chúng ta bị dơ lại. Đó. Rồi. Hiện tượng thứ hai nữa là có thể nó sẽ bị lọt vào cái khe này đây, khe bên trong này. Đó. Cái khe này là cái khe của cái động cơ của cái lồng giặt này. Bên dưới nó có những cái bi. Đó. Bên dưới nó có những cái bi để giữ cái lồng giặt này giữ yên, là nó không có bị quăng. Đó, mà nếu nó lọt đồ vào đây thì sẽ dướng vô cái hộp bi đó, có thể sẽ bị hư luôn. Rồi. Bây giờ các bạn theo dõi mình sẽ chỉ các bạn những chỗ nó dơ như thế nào nha. Đây. Đó, mình thấy không? Đây là những gì mà máy giặt nó để lại sau khi 6 tháng mà chúng ta không vệ sinh. Mình thấy không đó? Rất là dơ. Đây, nó sẽ đóng dần. Đó, rất là dơ chứ. Lên tới bên trên luôn các bạn. Trên đây luôn. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tới một cái khăn để lau trước. Còn bên trong lồng giặt này hoàn toàn là không dơ nha các bạn, vì cái lồng giặt của nó là inox. Mình dùng tới giấy ướt này để mình lau sơ trước. Còn nhà không có giấy ướt thì cứ lấy khăn. Thì cách vệ sinh của mỗi người là khác nhau, riêng mình vệ sinh như vậy. Đây, rất là dơ luôn, 6 tháng đó mấy bạn. Bây giờ là cái hộp này nhé mấy bạn. Rồi, ở đây là cái ống xả và một cái lưới lọc nằm trong đây. Chúng ta cũng phải xả ra luôn cho nó ba cái chất thải nó sẽ ra ngoài hết. Các bạn hãy kiếm hai cái khay đây, mấy cái khay giống như vậy để cho nó thấp hơn cái ống chút xíu là được, để nó thể chảy ra ngoài. Rồi, chúng ta tháo cái cánh ra luôn, sướng ra gài lại. Rồi, như vậy là đã hết rồi các bạn. Đó là cái lượng nước mà nó còn dư ở phần cái đáy dưới của cái lồng ngang các bạn. À, mình quên nói với mấy bạn, đừng dại dột mà mở cái này ra trước nha mấy bạn. Mình phải mở ống này ra trước, rồi mình mới mở cái này sau khi cái này xả hết, rồi mới được mở cái này. Chứ nếu không mình mở cái này trước á, thì nó sẽ tràn ra. Dẫn ngược kim đồng hồ. Như vậy nó sẽ ra. Rất là dơ. 6 tháng. Các bạn thấy 6 tháng như thế nào? Cứ tưởng tượng như là mấy năm rồi đúng không? Rồi, sau khi vệ sinh xong, ra sạch. Nhưng các bạn cũng phải thò tay vào trong đây để vệ sinh trong đó, bởi vì nó cũng còn dơ trong đó nha.
chúng ta lau xong chúng ta dặn lại, dặn thử cái đồng hồ nó sẽ vô. Rồi bây giờ chúng ta có nút bích, chúng ta lau sạch ở đây vì chúng ta để dơ quá nó sẽ, chúng ta để cho nó ướt như vậy nó sẽ bị sét. Sau khi chúng ta lau xong chúng ta lại nắp lại. Đây các bạn, đây là nước tẩy rửa nhà cầu, tầm gần 1 xị nha các bạn, gần 1 xị nước này. Như trước tiên đổ chúng ta nên lấy một miếng giấy với ướt ta nhúng vào đây để ta lau sơ cái cung này trước cái đã. Bây giờ các bạn thử nhìn, nó đã sạch hết. Sạch hết luôn. Bây giờ hãy sạch một lượng nước này vào. Rồi, chúng ta cũng đổ một lượng nước vệ sinh đó, nước vệ sinh nhà cầu. Chúng ta đổ vào đây luôn, vào cái hộp này. Bây giờ chúng ta mở nguồn máy giặt lên. Đừng dặn bất cứ nước ra lúc này. Hãy để tay vào lúc này. Tin sell. Cho đến khi nó hiện vào chữ TCL. Các bạn thấy chưa? Giờ chúng ta sẽ bấm nút play để cho nó dập. Hãy nhìn xem. Đó là chế độ. Đó chính là chế độ để mà máy dập tự vệ sinh, mà các nhà sản xuất không có ghi đợi trên đây. Thì đây chính là cách mà mình chỉ các bạn. Dù cho máy có tự vệ sinh thì chúng ta cũng phải tự vệ sinh xung quanh ở cái khung này. Chúng ta vệ sinh sơ xong thì chúng ta sẽ đổ cái nước giặt đó, cái nước vệ sinh nhà cầu vào trong đó. Và chúng ta sẽ bấm chương trình này để cho nó tự vệ sinh. Chúng ta sẽ ấn cái nút này cho đến khi tầm 10 giây thì nó sẽ hiện lên chữ TCL. Và chúng ta bấm nút play nhớ nhắc bạn. Thì đây chính là cái cách vệ sinh riêng của mình. Mà những anh kỹ thuật mà chuyên đi lắp máy giặt cũng khuyến cáo chúng ta nên sử dụng những cách vệ sinh như thế này. Các bạn hãy nhớ nha. Các bạn có nhìn thấy không? Máy đang tự vệ sinh. Và cái nước tẩy rửa bồn cầu nó rất là mạnh. Nó lên rất là nhiều bọt, các bạn thấy không? Rồi, do thời lượng video quá dài cho nên mình sẽ tạm ngưng tại đây. Sau khi máy vệ sinh xong, mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn coi. Đó, sắp bắt luôn không? Nhìn sẽ quay lại gần cho bạn coi. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ mình quay cái lồng này thấy nó nhẹ hơn này. Các bạn thấy nó có cái giống như là bị nám, các bạn thấy không? Giống như bị nám vậy đó. Như thật ra là do cái lồng của nó là cái lồng inox. Và khi mà cái chu trình vệ sinh của nó, tự động vệ sinh của nó là nó vệ sinh cái nước bằng nước nóng trên 95 độ. Thành ra là cái inox là nó bị như là giống như là nó móc vậy các bạn. Đó, nó sừng vậy đó. Để chúng ta giặt lại bình thường thì nó sẽ bóng lại chứ không có gì hết nha. Do đây là nước nóng cho nên khi mà inox gặp nước nóng thì nó như vậy đó, cái vệ sinh mà nó vậy đó. Thì chúng ta giặt đồ chừng vài bữa là nó sẽ bóng lại. Rồi bây giờ mình sẽ quay ở dưới cái cạnh dưới nè, ngay chỗ cái kênh cửa nè. Thấy không? Đó. Thấy không? Sạch bách luôn, thấy không? Không có một miếng dơ. Thấy không? Sạch. Lên tới trên luôn cũng sạch luôn. Đó, thấy không? Đó, thấy không? Nó vệ sinh sạch sẽ luôn các bạn, thấy không? Chỉ còn đây là cái nước xà bông thôi. Giống như cái nước phải cái xà bông mà là cái nước tẩy rửa bồn cầu á, còn cái bọt lại thôi chứ không có gì hết. Rồi, nếu các bạn thấy video này mà hay hữu ích đó, thì các bạn hãy cho mình một like, một share, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh cho mình nha. Rồi, chúc các bạn thành công. Bye bye.